Anh em ơi, đóng cá này, đóng cá này. Ôi dồi ôi, nó lôi này anh em ơi. Đêm này chuẩn bị cơm này các thứ rồi, bây giờ chắc phải 6 giờ rồi đúng không? Đây là cô em tôi nhá, anh em đi câu lăng xê nhá, một câu lục thì ủ chưa đánh được. Đây nắm chưa hết mùi rồi này. Ok, tí xuống hồ mà mình xem mua thêm dung lượng, nếu mà mua được dung lượng xem không biết có còn tiền không thì livestream anh em xem. Anh em ơi, 7 giờ nhá. Sao mày? Đó. Rồi xong rồi anh em nhá. Ví có mình gì vừa đóng hàng nhá. Anh em nhìn này, nhìn này. Cá to đấy. Cá nhỏ không lôi được như này đâu anh em ạ. Đấy nhìn nó lôi này, anh em này, cá to nhá, cá to nhá. Dính cá to rồi anh em nhá. Úi trời ơi, úi trời ơi. Đây thằng cu em nó đang lắp vợt.
Anh em ơi, gần hết cước ở trong máy này, còn khoảng 20 mét cước nữa là hết nhé. Thôi. Để đéo dòng bung rồi sao? Ở đây vẫn còn. Ăn hàng phải không? Này, em thôi được, lắp được chưa? Quay máy sâu. Okay. Quay trên cần. Hơi tối. Sướng không? Sướng chứ. Em nghĩ tầm 2 cân. Em quay cá nhé. Trôi ở đây như này là quá, trôi ở đây như này là to anh em nhé, con này khoảng hơn cân nhé. Đóng vào lỗ mũi như này à, trôi hóa vào lỗ mũi luôn anh em này. May mắn rồi, không bỏ mất. Ngon. Ok. Ngon rồi anh em ạ. Một nhóm rồi. Ôi sướng nhỉ. Anh em ơi, lại dính cá nhé. Con đấy nó lại dính cá, nó vừa xong nó lôi máy nhưng giờ nó không lôi nữa rồi. Đấy đấy đấy. Đấy nhìn này, nó lôi rất từ từ thôi. Đấy. Lôi xong phát rồi nó lôi. Đấy, anh em nhìn này, đấy, thấy chưa? Nhưng con này khả năng bé hay sao ấy. Rồi, ok, không biết bé hay to, đây anh em mình dòng lên đã nhá. Đây, có cu em mình hôm nay đi hỗ trợ này.
chất lượng luôn. Chất lượng này. Chép rồi, chép to to rồi. Ờ, chắc là 2010. Cần có. Nhưng mà con này nó to hơn con đông lại. Em nghĩ là không. Nó máy không không to bằng con đông lại đâu. Nhưng mà anh bảo to hơn đấy. Trừ khi là nó bị mắc cả một cái vào mồm, một cái vào đuôi. Nó nặng. Không có đâu, mình theo con này. Cân 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 không được mà. Thấy chưa, thấy chưa, thấy gì chưa, quay thấy gì chưa, vừa vừa quay vừa bật được không? Để anh quay lắm. Cả đây anh em nhá. Đã bị lên anh em ạ. Dây của đấy vẫn còn quay. Biết ngay mà nó dậy quả đấy thì gần 3 cân này. Con người đây, quay chân này nghe nhá, đang chữa nha anh em. Cái giờ của nó ấy. Năng anh vẫn cứ chơi lên. Thay thế. Thế là hai anh em tôi hôm nay không móm rồi anh em ạ. Được nhiều phết anh nhỉ? Phê vãi trường. Bỏ xe của tôi, chết chết chết. Tính trước đầu em thấy nó lôi nhẹ nhẹ. Khả năng là đến sáng lại như hôm nọ anh bảo được mười mấy con rồi. Với cái đà này, một bán điểm của anh chắc là mười mấy phút chứ mấy. Ôi, con này ném bị đoạn mồi rồi. Ôi, sao? Ok, ok. Anh em con thứ hai nhá, phê quá. Tí được hàng thì mình quay phim anh em xem nhá. Đây cu em. À.
Đấy, cô em đi vớt cá nhưng mà không biết có được cá không để mà vớt. Xin lỗi mấy anh em ạ, cái hồ này là cái hồ to của 100.000, nhưng mà cái hồ này thì nửa năm rồi, phải trên nửa năm rồi chủ hồ không thả cá nhé. Mà bây giờ thì may lắm thì một ngày thì may ra thì có một hai người câu thôi, còn còn không ai câu cả. Cá nó còn rất là thưa, mình hy vọng từ giờ đến khoảng 4 giờ sáng bắt được khoảng một hai con là ngon lắm rồi, hy vọng là không móm, chỉ sợ móm thôi, bởi vì cái hồ này cá nó còn quá ít, mà cái hồ thì nó cực kỳ rộng anh em ạ, cái hồ nó cực kỳ rộng luôn, bao la bát ngát đấy. Ok, Anh em ơi, chút dính nữa được cá cá rồi. thì mình sẽ Nhưng quay mà lại. mình không biết là to hay bé thôi, bởi vì nó kéo rất chi là nhẹ. Mình lại vừa tắt live stream đi xong thì lại dính. Cô em đâu? Quay phim cho anh em xem nào. Đấy, anh em mình không biết là cá to hay cá bé, nhưng mà nó kéo rất chi là nhẹ, rất chi là giống chép luôn. Nhưng mà con này chắc là mình nghĩ cũng không to đâu. Chép ôi rồi, hôm nay mỗi ngày gì nhỉ, ngày hội chép vàng này nha, không công không táo rồi. Con chép này nó chửa to chưa này, nhìn này gớm không, nhìn nó chửa to chưa, mà thả con này đi lại thả nha anh em nhé. Đây anh bảo kéo máy nhẹ nhẹ thì chỉ có chép. Em hãy tắt đi, tiết kiệm pin. Em ơi, lại đóng hàng rồi nhưng mà không biết con gì thôi. Có gì nhẹ nhàng nhé, nó vừa kéo xong. Thôi kệ, chả biết con gì. Để cho thằng em nó quay phim mình tôi dòng lên để biết là con gì ngay. Nhưng mà không to đâu anh em ạ, sợ lại chép vàng. Bung rồi, chưa rồi. To, phải bé lồn đâu. Nhưng mà chưa đây. Tuột rồi, chắc là bị quặc đuôi một điếc béo. Thế là nó mới chạy như thế vậy đó. Mẹ, anh lôi cong cần to tướng. Mẹ. Cái vầy gì? Đéo có vầy luôn, đây này, cái này mất hạt sốt này. Anh em ơi, bung rồi nha, to phết đấy, không phải vừa đâu, con sảnh mới là con to, nhưng mà con to to thật anh em ơi, đóng cá này, đóng cá này, ôi trời ơi, nó lôi này anh em ơi, nhìn nó rít này, cá to rồi, cá to, cá to, cá to, em ơi, quay cá hết cước. Google anh đang ngủ em cần em bỏ này. Anh em ơi, vừa xong hai anh em phải xử lý không, hai cần câu nó vướng vào nhau nên là không quay phim được, quay được cái đoạn nó lôi máy thôi anh em. Khủng long lên, khủng long bạo chúa lên rồi nhá, em cầm quay cho. Ôi
trời ơi. Vâng, biết rồi. Sướng cái gì? Mồi ngon à? Ủa, nó đóng mồm à? Đóng mồm này chạy chạy kiểu gì? Úi giời, cá vào đây nữa. Im. Hư nào. Ủa, đang lên gì ngủ? 80 phần đi. Đang lên gì ngủ? Cho con này ra. Một cái đầu có mồm khiếp mà mồm nó đỡ phân đi về đến lúc con này ăn đầu thì phê phải biết đấy ạ. Con này nhìn đấy, con này nhìn khiếp này. Kéo dòng xuống. Điện thoại hết bộ nhớ và hiệu suất nó có thể bị ảnh hưởng. Cái này còn mẹ này. Quay. Con này được tầm 5 cân thôi. Ok, lên hàng khủng anh em nhá. Đâu được rồi, tắt đi. Đèn flash đéo lên. Anh em ơi, hết sạch pin rồi nhá. Đèn flash không lên nhá. Đây, cô em lôi cá mấy anh em về. Xích 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 đấy là nhờ cái bóng đèn cao áp nha, không vậy anh em không nhìn thấy gì. Ôi, thấy đéo nào, cả hai con ốc bươu chui đây này. Ôi, nhìn đẹp nhá. Tổ sư. Ok, thôi, thế là thành công rồi, anh em, về nhá. Hẹn gặp lại anh em vào các cái clip sau. Đây, hôm nay có cô em này đi theo nó mới đỏ này. Đấy, anh em nhìn chưa, chất chưa. Ok.